chào quý khán giả đang đến với chương trình Điểm tin của ngày cuối tuần, ngày thứ Sáu, ngày 1 tháng 10 năm 2021. Và chúng tôi gửi lời chào đến quý khán giả của hai miền Nam Bắc Cali, cũng như là quý khán giả đang theo dõi chương trình Điểm tin cùng với chúng tôi trên hệ thống băng tần VNA-TV vùng Orange County 57.3, San Jose 16.10 và Las Vegas 26.9. Và xin gửi lời chào đến chú Tất Tiến. Chào chú. Xin chào bà Thảo, xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng còn nhớ cái vụ án Nuremberg là xử tất cả những cái tay đồ tệ của Hitler ngày xưa. Thì dĩ nhiên là trong cái cuộc xử đó chỉ xử những cái tay mà kêu là đầu sỏ lãnh đạo, chẳng hạn như là bộ trưởng thông tin, rồi những tay tướng lãnh và kỳ cựu thôi, còn lại rất nhiều những cái tay khác là trốn thoát khỏi cái cuộc tòa án Nuremberg. Và sau đó thì có một chiến dịch đi truy lùng, và dần dần người ta cũng tìm ra được một số những người liên can đến những vụ mà giết người Do Thái trước, đặc biệt là với cái đội đội gián điệp của tháng chín đen đó, là của Do Thái đó, luôn luôn đi truy tùng tất cả những cái kẻ mà hồi xưa đó là thủ phạm giết hàng triệu người, hàng trăm ngàn người, hàng chục ngàn người. Thì ngày hôm nay đã có một cái vụ nữa là một người đàn bà là có cái nhiệm vụ là phụ tá cho cái vấn đề mà giết người ngày xưa của người Do Thái. Thì bà này 96 tuổi rồi, và 96 tuổi rồi bà đã bị bắt vì lý do là bà đã phụ tá cho những cái cuộc mà giết người tập thể của người Do Thái. Thì trước khi mà bà ta đi phải ra tòa thì bà ta đã chạy trốn trên một chiếc taxi, và chạy được một số dặm thôi, nhưng mà sau đó thì bà đã bị bắt lại ở ngay cái biên giới của Danish, của Đan Mạch. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay thì bà đã lại đưa ra tòa, và chắc chắn là cái tội ác của bà không có thể nào mà giảm nhẹ được, tại vì trong cái vấn đề mà giết những 65.000 người hồi đó ở thành phố của Ba Lan đó, thì bà này là một người đã tiếp tay với những tay đao phủ đó. Thì chưa nói rõ chi tiết như thế nào, nhưng bà này là một trong những người mà chuẩn bị tổ chức giết những người Do Thái, 65 người ở trong một cái trại của người Ba Lan. Thưa quý vị, thì chắc chắn cái tội này không thể nào mà giảm nhẹ hơn là cái tội mà treo cổ. Thưa quý vị, thì chúng ta đã chứng kiến tất cả những cái con người mà biến thành thu dữ ở trong cái thời đại của chúng ta, giết người hàng loạt mà không có một chút xúc động nào hết. Coi những cái phim Đức mà giết những người Do Thái, chúng ta thấy thật là kinh khủng. Con người nó không còn là người, hình người, nhưng mà là đầu óc là quỷ. Tại vì những người Đức hồi đó đã có thể giết những người khác bằng cách vô tội, chẳng làm gì, sáng sớm ra cây đứng ăn điểm tâm, rồi đứng trên lầu cao nhắm vào cái đám người Do Thái bên dưới, cái tập bắn chết người nào gục xuống bỏ. Rồi còn những cái cai tù nó xé xác những người phụ nữ nó làm đôi, rồi lấy tóc người ta nhồi vào thành cái gối đệm bông, rồi lấy da người làm cái chụp đèn đó, da người làm cái chụp đèn đèn điện. Phải nói là kinh khủng, những tội ác đó là rùng rợn, nghe nói thì nó cái tim mình đập mạnh lên và sợ hãi quá trời. Tại sao con người có thể ác độc như vậy? Chỉ có quỷ mới làm được cái trò đó thôi. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay cái lần chót bắt được cái người đàn bà mà kinh khủng này, chỉ 96 tuổi, sống dài ghê, 96 tuổi sống dài để đưa tòa xử về cái tội đã tiếp tay để giết 65.000 người Do Thái trong một cái trại Ba Lan. Thưa quý vị, chúng tôi gửi một bản tin của Thế Giới cho thấy rằng là mới đây cựu tổng thống Pháp ông Sarkozy, là ông hồi xưa ông đã từng làm tổng thống trong cái thời nhiệm kỳ từ năm 2007 cho đến năm 2012, và ông đã bị tòa kết tội vì đã vi phạm về cái luật tài trợ tranh cử tổng thống trong cái đợt vừa của ông. Thì hiện tại thì ông đã bị kết và đưa ra một bản án 1 năm tù, nhưng mà cho phép là ở nhà tại ngoại, nhưng mà bắt buộc phải đeo một cái vòng bằng cái điện tử để mà có thể kiểm tra. Thì ông là đồng tổng thống Pháp trong cái thời gian xét xử vào tháng 5 và tháng 6 của năm nay. Ông đã bác bỏ mọi cáo buộc là ông có những cái hành vi sai trái, và ông nói rằng là ông sẽ kháng án, và trong cái thời gian đó thì cái bản án sẽ tạm ngưng thi hành. Và khi mà cái ba tòa đã tuyên cái bản án mà phạt ông 1 năm tù giam thì ông lại không có hiện diện tại tòa ở Paris khi bản án được công bố. Và cái bản án đã cho thấy rằng ông bị cáo buộc chi gần gấp đôi mà số tiền để mà tranh cử tổng thống trong cái cuộc tái tranh cử của năm 2012, trong khi là của đạo luật cho phép thì chỉ là 22.5 triệu euro, tương đương là khoảng 27.5 triệu Mỹ kim.
Và trong cái lần tái tranh cử năm 2012 thì ông đã thua François Hollande thuộc về Đảng Xã hội. Và tòa cũng đã cho biết rằng là cựu Tổng thống Sarkozy, ông cũng đã biết rõ về cái giới hạn chi tiêu tiền trong cái lần tái tranh cử đó, nhưng mà ông lại cố ý để không theo dõi về cái vấn đề tài chính để mà dẫn đến cái sự việc là chi quá mức như vậy. Thì những cái công tố viên tại tòa nói rằng là buộc trong một năm tù đó thì chia ra là 6 tháng ông sẽ phải ở tù và 6 tháng ông sẽ bị tù treo tại nhà, và số tiền phạt của ông lên đến là 3.750 euro, thì tương đương là khoảng 4.354 Mỹ Kim. Thì cái bản án này đưa ra vào ngày thứ Năm hôm qua, sau khi mà ông đã bị tòa tuyên án có tội vào ngày 1 tháng 3 vừa rồi, trong một cái vấn đề mà xử về cái tội tham nhũng cũng như là mua bán về quyền lực, và một cái bản án về 1 năm tù cũng như 2 năm tù treo tạo cho cái tội trong cái vụ này luôn. Nhưng sau đó ông đã kháng án và đã được trả tự do khi mà trong khi chờ kết quả. Thì vào năm 2017 thì cựu Tổng thống Sarkozy ông đã tuyên bố là rời khỏi chính trường, nhưng mà vẫn đóng một cái vai trò rất là quan trọng ở phía sau hậu trường. Và theo những cái nguồn tin của Pháp đã cho biết rằng ông cũng đã can dự vào một cái quá trình tuyển chọn một ứng cử viên cho phía đảng bảo thủ cho cuộc bầu cử của Pháp vào năm sắp tới. Và chúng tôi sẽ cập nhật tin cho quý vị được rõ. Thưa quý vị, trước đây chúng tôi có thưa với quý vị về vấn đề Ethiopia đã cấm những người mà thuộc về Liên Hợp Quốc đã để giúp đỡ cho những người ở trong cái vùng Tigray, là một cái miền đánh nhau giữa quân chính phủ và một cái lực lượng kêu là họ không dùng danh từ gì hết, nhưng là những người cách mạng chống lại cái chính quyền trung ương. Thì ngày hôm nay Ethiopia chính thức là đuổi luôn 7 người nhân viên của Liên Hợp Quốc ra khỏi đất nước này, và ra hẹn trong khoảng 72 giờ phải đi. Nếu không họ sẽ có biện pháp mạnh, và họ cho là 7 cái người này đã kêu cái dùng danh từ là meddling in the internal affairs, tức là nghĩa là can thiệp vào cái việc nội bộ của họ. Thì cái tin này sau khi được đưa ra đó thì Liên Hợp Quốc đã phản ứng một cách dữ dội, và có thể Liên Hợp Quốc đi đến một cái vấn đề tức là cấm vận của Ethiopia luôn. Chúng ta nhớ trước đây là 1980 đó, Ethiopia đã có một nạn đói khủng khiếp đó, làm cho 1 triệu người chết chỉ vì một cái chính quyền tham nhũng bóc lột và kêu là độc tài đó. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy cái miền Tigray là cái miền đó, nó có một cái phản ứng chống lại cái chính quyền trung ương, và đã bị Ethiopia bao vây lại để cho những người trong đó chết đói luôn. Thì Liên Hợp Quốc đã trả lời là sẽ có một cái biện pháp mạnh đối với chính phủ Ethiopia này, là một chính phủ phải nói độc tài quân phiệt, thì có thể là sẽ cấm vận nước Ethiopia, đó là cho toàn dân Ethiopia là đói luôn. Thưa quý vị, đây là một cái đề nghị thôi, chưa biết bao giờ thực hiện, mà chúng ta chỉ biết rằng là Ethiopia đang là xua đuổi 7 người nhân viên cao cấp của Liên Hợp Quốc ra khỏi đất nước này trong thời hạn là 72 giờ, tại vì những người này đã để tâm đến những cái vấn đề mà kêu là cái chính quyền trung ương đã hành hạ và hãm hại những người dân Ethiopia đến một cái mức độ mà không tin nổi, thưa quý vị. Dạ, và mới đây thì coi như là Bắc Hàn cũng đã lên tiếng rằng là họ đã bắn thử thành công hỏa tiễn siêu thanh mới. Và cái thử nghiệm thành công mới này có tên là Hwasong 8 đã được bắn thử vào ngày thứ Ba vừa rồi, 28 tháng 9. Và theo như báo chí của Bắc Hàn đã cho biết rằng hỏa tiễn này là một trong 5 hệ thống vũ khí quan trọng thuộc về kế hoạch phát triển quân sự trong vòng 5 năm của nước này sắp tới. Và Bắc Hàn đã gọi đây là một cái hỏa tiễn mới và là vũ khí chiến lược, vì có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Và vụ bắn thử nghiệm vào ngày thứ Ba vừa rồi đã cho thấy rằng là cái kỹ thuật vũ khí của Bắc Hàn vẫn đang tiếp tục phát triển, và bất chấp bị quốc tế đã có những cái lệnh trừng phạt và những cái lệnh cấm vận nghiêm ngặt. Thì theo như lời của Bắc Hàn đã tuyên bố rằng đây là một cái chế tạo hệ thống vũ khí là để nhằm tăng cái khả năng tự vệ theo mọi cách luôn. Và cái vụ bắn thử nghiệm vào ngày thứ Ba, đây là vụ bắn lần thứ Ba của Bắc Hàn trong cái tháng 9 vừa rồi. Và trong 2 cái vụ trước đó thì họ cũng đã bắn thành công cái hỏa tiễn hành trình và hệ thống hỏa tiễn đạn đạo bắn từ tàu lửa. Và cái hỏa tiễn siêu thanh nhanh hơn so nhiều với lại hỏa tiễn thông thường, và khiến cho cái hệ thống hỏa tiễn chống khó đánh chặn hơn nhiều.
Thì theo như cái một cái bản tin đã phân tích và cho thấy, thì trong cái thời gian vừa rồi chúng ta cũng đã thấy rằng là Hoa Kỳ luôn lên tiếng kêu gọi rằng là Bắc Hàn phải từ bỏ về vũ khí hạt nhân và nguyên tử. Đây là một trong những cái mối quan tâm mà giữa chính quyền của Bình Nhưỡng và chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho đến hiện tại bây giờ vẫn căng thẳng và chưa có một cái cuộc đàm phán nào đã xảy ra. Thì cơ quan nguyên tử của Liên Hiệp Quốc vào tháng trước cũng đã cho biết rằng Bắc Hàn dường như đã khởi động lại cái lò phản ứng để có thể sản xuất plutonium để làm vũ khí nguyên tử. Và coi như Liên Hiệp Quốc cũng đã cho biết rằng đây là một trong những cái diễn biến rất đáng lo ngại của Bắc Hàn. Và đây là một trong những cái bản tin mà Bắc Hàn đã thử nghiệm thành công cái tên lửa này. Thì cũng là một cái sự đáng lo ngại cho cả toàn thế giới luôn, chứ không phải là cho riêng cả Hoa Kỳ hay là những cái nước đồng minh phương Tây. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho quý vị. Thưa quý vị, có lẽ là chỉ có một mình nước Mỹ thì có một cái hiện tượng rất là lạ là ngân hàng đóng cửa, chính phủ đóng cửa. Còn các nước khác thì chắc không nghe thấy cái vấn đề này, tại vì khi mà hai viện, tức là hai đảng đều tranh cãi nhau về vấn đề thêm ít tiền thì bớt ít tiền cho ngân sách năm nay hay kia gì đó, khi mà hai bên thỏa thuận được thì tới đúng cái ngày mà theo nguyên tắc là phải chuyển giao qua Quốc hội, rồi từ Quốc hội lên tới trên Thượng viện, Thượng viện để đưa cho Tổng thống để thi hành. Thì tới ngày giờ đó mà không có được thỏa thuận với nhau thì chính phủ sẽ bị bế tắc. Chính phủ phải đóng cửa, tức là nhân viên phải ở nhà. Nhưng chỉ như bộ trưởng phải đi làm, chứ còn các nhân viên là được ở nhà hết, tại vì không ai trả tiền lương cho họ hết trơn. Đó là một hiện tượng rất là lạ của cái chế độ dân chủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà bây giờ thì ông Biden cũng đang chuẩn bị, ông ấy ký một cái bill để mà tránh cái vụ mà đóng cửa của chính phủ trung ương, thưa quý vị. Thì chưa biết là chi tiết của cái bill này ra làm sao, chúng ta chỉ biết là khi mà cần kiếp thì Tổng thống có thể dùng cái quyền hạn của mình để ký một cái bill để cho thông qua cho đến ngày kỳ tới bỏ phiếu, chẳng hạn như là tới tháng Giêng thì bỏ phiếu hay là tháng 12 bỏ phiếu gì đó, thì ông Biden ông sẽ dùng cái sắc lệnh của ông để buộc tất cả các cơ quan tài chính liên hệ với các nhân viên chính quyền của trung ương cũng như địa phương được trả lương, không có được cái kiểu mà cúp lấy, mà thành ra khi đó rất là nguy hiểm cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Thì hy vọng rằng là với cái quyết định mới của ông Biden thì tình hình nước Mỹ sẽ cái êm đềm trở lại. Như trước bây giờ thì chúng ta thấy ở House là 200 bao nhiêu vote đây, sao là 254/175 vote, 254 chống đồng ý và 175 vote chống lại. Đấy, trong khi đó thì ở bên Thượng viện thì là 65 và 35. Thành ra chúng ta thấy là đây là một cái vấn đề rất phức tạp và chính trị đặc biệt của Hoa Kỳ, một đất nước tự do dân chủ, trong khi đó người dân có quyền điều hành một đất nước một cách gián tiếp. Dạ, và chúng tôi xin kính mời quý khán giả hay kỳ hệ thống bằng tầng VNTV và đến với một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đây. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần điểm tin. Xin cảm ơn.